Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Kính thưa quý vị, hôm nay vừa mới gặp Minh Châu thì tôi rất là vui bởi vì Minh Châu vừa tặng một món quà, đó là những củ khoai tây bi rất là ngon Minh Châu mang từ Đà Lạt mới về. Nhưng mà cứ mỗi lần nhận quà thì lại nhận thêm một điều kiện nữa, đó là Minh Châu vừa tặng khoai tây xong là nói: anh Huy ơi, hôm nay anh lại phải giới thiệu cho em cùng quý vị khán giả một món cũng làm từ khoai tây. Em yêu cầu như vậy là bởi vì quý vị khán giả và em đều biết rằng anh Huy rất là giỏi, những cái này đâu có khó với anh Huy đâu, đúng không? Thực ra là anh cũng rất là sẵn sàng để giới thiệu cho Minh Châu cũng như quý vị khán giả những món ăn mới và độc đáo để chúng ta cải thiện và làm mới mẻ cho những cái bữa cơm gia đình của chúng ta. Minh Châu nè, em có ăn khoai tây xào lần nào chưa? Cũng có anh, nhưng mà em không thích lắm bởi vì khoai tây xào thì nó hơi sượng sượng và hình như không thấm gia vị lắm á. Quan trọng nhất là chúng ta phải biết cách chế biến như thế nào để cho cái món khoai tây xào được ngon. Và trong chương trình ngày hôm nay, với cái món quà của Minh Châu, anh Huy cũng sẽ giới thiệu cho Minh Châu cũng như quý vị khán giả một món làm từ khoai tây xào. Chúng ta hãy cùng nhau đến với món xúc xích xào khoai tây quý vị nhé. Với món ăn chỉ chế biến trong tích tắc và rất thích hợp cho bé yêu, chúng ta chỉ cần có 3 cây xúc xích, khoảng 250g khoai tây bi, cà rốt, hành tây, ngò rí, tỏi băm, ô liu đen, bơ, dầu ăn, tiêu, hạt nêm Maggi ngon và sốt mayonnaise Lisa. Để tiết kiệm thời gian thì trong lúc chúng ta sơ chế các loại rau củ khác thì nên bắt một cái nồi nước. Minh Châu mở lửa cho anh, em qua nồi nước sôi qua cho em. Đây, việc đầu tiên chúng ta sẽ luộc khoai tây này vừa chín tới. Và quý vị nên lưu ý là chúng ta luộc khoai tây lúc khoai tây còn nguyên vỏ. Trong lúc chờ khoai tây chín thì chúng ta có thể sơ chế những thành phần khác. Cà rốt chúng ta cắt ra làm tư như thế này và gọt bỏ tất cả những cà rốt ở phía bên ngoài nè, để tạo thành hình trái trám. Dạ. Sau khi chúng ta gọt cà rốt quả trám xong thì chúng ta sẽ cho cà rốt vô luộc cũng vừa chín tới luôn. Để tiết kiệm thời gian thì anh sẽ luộc chung với khoai tây. Hành tây Minh Châu sẽ cắt múi cao như thế này. Xúc xích chúng ta sẽ cắt làm tư và chẻ bông. Một mặt là làm cho cái hình dạng của món ăn này thêm đẹp. Và thứ hai là khi chúng ta ướp vô thì gia vị sẽ dễ thấm hơn. Dạ. Chúng ta sẽ cắt ra như vậy ha. Chẻ một cái bông làm tám này đó hả? Đúng rồi. À, chẻ hai đầu. Hai đầu luôn. Sau khi chúng ta chẻ bông những cái bông xúc xích này, chúng ta có thể xào trực tiếp hoặc có thể trụng qua nước sôi. Bởi vì khi trụng qua nước sôi vớt ra liền thì xúc xích cũng sẽ bung ra thành những cái bông đẹp. Đây, anh cũng cho vô đây anh trụng sơ một cái ha. Châu xem nè, cái bông nó bung ra rất là đẹp, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ khoai tây cũng vừa chín tới rồi, chúng ta sẽ vớt khoai tây ra và lột vỏ. Dạ. Nhé. Rồi, Minh Châu thì tiếp tục canh nồi cà rốt này ha. Dạ. Còn anh Huy sẽ đi lột vỏ khoai tây này. Dạ. Anh Huy ơi, sắp hết giờ rồi, anh Huy đâu rồi? Xong rồi nè em, khoai tây anh vừa lột xong, rất là nóng nên phải đợi một chút xíu chứ. Cà rốt bây giờ chín được chưa? Em nghĩ là chín rồi. Cà rốt vừa chín tới thì chúng ta cũng vớt ra luôn, em tắt lửa đi. Dạ. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta luộc cà rốt vừa chín tới, sẽ cho chung vô một cái tô với khoai tây và ướp một ít tiêu nè, khoảng một muỗng hạt nêm Maggi ngon. Đây, Châu rắc đều lên. Châu trộn đều cho anh Huy. Dạ. Ồ, em thấy khoai tây còn nóng đây nè. Đúng rồi. Một lưu ý, chúng ta cần phải nên nhớ là để cho khoai tây và cà rốt được thấm gia vị thì chúng ta nên ướp gia vị lúc còn nóng. Ồ, vậy hả? Trong thời gian đợi cà rốt và khoai tây thấm gia vị thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ngò rí này. Tiếp theo, liêu sắc ra từng khoanh cho đẹp. Bây giờ thì em thấy là mọi thứ gần như sẵn sàng hết rồi đó. Đúng rồi, Minh Châu đã nói là món ngon trong tích tắc thì phải làm thật là nhanh. Em mở lửa lên cho anh, chúng ta bắt đầu xào. Dạ. Cho một ít bơ vô. Bây giờ thì bơ cũng tan chảy ra. Ta sẽ cho một ít tỏi vô. Xào đều. Chúng ta sẽ tiếp tục cho xúc xích vô nè. Khoai tây, cà rốt nè. Hành tây và ô liu vô. Minh Châu đảo đều lên cho anh Huy. Em chỉ cần nhích nhẹ chảo một chút xíu là đảm bảo các thành phần hòa quyện lại với nhau. Đó. Lúc này thì tất cả đã chín đều rồi. Anh sẽ cho vô khoảng 2 muỗng canh sốt mayonnaise Lisa nha. Dạ. Sốt mayonnaise Lisa sẽ hòa quyện chung với nhau. Lúc này thì cho toàn bộ ngò rí bầm vô. Đảo đều lại một lần nữa là xong rồi đó Minh Châu. Tắt lửa được rồi.
Đây là cái dĩa anh Huy chuẩn bị sẵn. Chúng ta sẽ trồng ít ra dĩa. Nhỏ nhỏ thôi là được rồi anh Huy ha. Đây, cà rốt quả trám rất là đẹp. Anh sẽ gấp những bông xúc xích lên. Đấy. Rồi thêm ô liu. Chính xác là phải có ô liu mới đẹp em nhé. Một ít hành tây nữa nè. Để cho món này đẹp thì chúng ta cũng có thể cho một ít ớt cắt sợi để lên nhìn cho hấp dẫn. Như vậy là món ăn đã hoàn tất rồi đó Minh Châu. Công đoạn không thể thiếu được đó là mời Minh Châu thử. Đây mời em. Em phải ăn thử một miếng khoai tây nữa nha. Đúng rồi. Quả là nếu như không có sư phụ Thanh Huy thì em mãi mãi chỉ làm khoai tây sượng mà thôi. Cảm ơn Minh Châu rất là nhiều. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta chú ý một chút xíu thì sẽ thấy Minh Châu sắn khoai tây ra để ăn thử rất là nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta luộc khoai tây phải vừa chín tới để đảm bảo khoai tây không bị sượng. Quan trọng một điều nữa là món này rất đơn giản, dễ làm nhưng đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Quý vị hãy thật tự tin để vào bếp, chúng ta hãy cùng nhau chế biến món ăn này. Hy vọng là quý vị sẽ có một bữa cơm gia đình thật là ngon. Món ngon! Chào bé yêu! Và quý vị thân mến, với những bước mà bếp Thanh Huy chia sẻ thì chắc chắn là quý vị sẽ dễ dàng thực hiện món ăn này. Món ăn mềm nè, ngon nè mà dễ thực hiện như vậy thì chắc chắn sẽ làm cho bé yêu của quý vị hài lòng đó. Hy vọng quý vị sẽ thành công với món ăn này và chia sẻ với chúng tôi qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 083-930-8794. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Còn bây giờ, đầu bếp Thanh Huy và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!